Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong ngày một kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe Thầy chuyên trì tụng huyền tỏ Như Lai nghĩa nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 5657. Kinh Phật Tuyết Hoa Thủ quyển 2, phẩm 6. Nói về niệm xứ. Đức Phật bảo Bồ Tát Bạc Đại Bà La: Bây giờ những người thiện ở đời nên suy nghĩ như thế này. Chúng ta sẽ tự nương theo bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ ấy đối với thánh pháp có thể xem tất cả các pháp đều là niệm xứ. Vì sao? Vì tất cả các pháp tự tánh của chúng là thường trụ, không gì có thể hủy hoại được. Đó là cửa niệm xứ, là cửa an trụ của các pháp, là cửa bắt đầu hội nhập với pháp, là cửa gồm tám con đường của bậc thánh, là cửa của ba nẻo giải thoát. Nẻo giải thoát ấy là dùng pháp bất nhị để xa lìa nhị biên, để đến cảnh giới giải thoát của bậc thánh. Pháp bất nhị đó là không chốn có. Để không chốn có tức là vô tận. Đây chính là chánh kiến xa lìa nhị biên. Biên là tự không, không có chân thật. Này Bồ Tát Bạc Đà Bà La, Bồ Tát nên biết rằng Như Lai không chùm tới cái tri kiến về biên để đạt được sự lìa biên, mà vốn không có biên cho nên mới gọi là lìa biên. Chư Phật Thế Tôn luôn lìa hết thảy các pháp, cho lãnh hội của kẻ trí không như hàng phạm phu. Này Bồ Tát Bạc Đà Bà La, cầu tìm chân tướng của các pháp thực chất là bất khả đắc, vì thế nên gọi là lìa. Pháp ấy là hư vọng, không được không mất. Này Bồ Tát Bạc Đà Bà La, diệu nghĩa chính là ở đấy. Ngày trước, từng có vị trời đến hỏi ta rằng, Sa môn vui vẻ chăng? Ta liền đáp, đã có việc gì mà vui vẻ? Lại hỏi, lo buồn chăng? Ta lại đáp, vì mất việc gì mà ta phải lo buồn? Lại hỏi, chẳng vui, chẳng buồn chăng? Đáp, đúng như vậy. Vị trời ấy nói, lành thay, chẳng vui, chẳng buồn. Ta bèn hỏi vị trời, ông lãnh hội được ý gì nơi tôi? Vị trời ấy đáp, tôi cho rằng Sa môn an xứ tịch diệt. Này Bồ Tát Bạc Đà Bà La, Bồ Tát hãy xem vị trời ấy đã mau chóng thấu đạt pháp của ta. Vị trời thời xa xưa ấy, hiện nay ở trong chúng hội này, đã thông tỏ hết thảy các pháp bản tánh vốn tịch diệt. Nên biết rằng, vị trời ấy từ xưa đã từng cúng dường 500 vị Phật. Do vậy mà đối với pháp của ta mau chóng thông đạt. Vì thế Phật thường nói, không vun trồng căn lành, căn lành chưa thuần thục thì đối với các pháp của hàng thanh văn hãy còn chưa thể lý giải, huống hồ nơi pháp của ta đã có thể mau chóng thông đạt được. Này Bồ Tát Bạc Đà Bà La, nếu được nghe pháp ấy mà có thể mau chóng thông hiểu thì công đức đó ít nhất cũng như ở nơi ngàn vị Phật mà vun đắp góp các điều lành. Vì sao? Vì căn lành vốn rất là rộng lớn, cho đến có thể thông đạt được trí tuệ thông diệu. Bây giờ Bồ Tát Bạc Đà Bà La cùng với các vị Bồ Tát như Bồ Tát Bảo Tích, Bồ Tát Đạm Sơ, Bồ Tát Tinh Đắc, Bồ Tát Na La Đạt, Bồ Tát Đế Thiên, Bồ Tát Thị Thiên, Bồ Tát Thiện Lực, Bồ Tát Đại Ý, Bồ Tát Ích Ý, Bồ Tát Tăng Ý, Bồ Tát Bất Hư Kiến, Bồ Tát Thiện Trụ Ý, Bồ Tát Quá Lực, Bồ Tát Thường Tinh Tấn, Bồ Tát Bất Hư Tất, Bồ Tát Nhật Tạng, có tới 500 vị Bồ Tát. Mỗi vị đều dùng những đóa hoa tu lên cúng dường Đức Phật mà thưa rằng: Kính bạch Thế Tôn, nếu có chúng sinh cầu tìm những kinh ấy và đều được nghe thì nên khiến họ có được sự không thoái chuyển đối với con đường giác ngộ của Phật Bồ Tát. Là nhờ nhân duyên ấy nên khiến cho chư Phật hiện tại trong mười phương được cung tỉnh trụ thế lâu dài, cùng tiếp pháp nhằm đem lại cho chúng sinh đầy đủ các pháp trợ giúp sự giác ngộ. Lúc này Đức Phật hỏi Bồ Tát Bạc Đà Bà La: Chúng sinh đối với Bồ Tát thì có được những lợi ích gì mà có thể vì đấy để phát đại nguyện kia, cũng như cung tỉnh Phật trụ thế lâu dài để tiếp pháp, khi cho chúng sinh có đầy đủ các pháp trợ giúp con đường giác ngộ? Bồ Tát Bạc Đà Bà La đáp: Kính bạch Thế Tôn, chẳng phải do chúng sinh làm tổn giảm hay tăng ích cho con người, cho con, mà con phát nguyện về sự trang nghiêm. Con không suy nghĩ như thế này. Do những chúng sinh ấy đem lại lợi ích cho ta, nên khiến Phật Pháp đường thường trụ. Còn như đem đến những tổn giảm cho ta thì chẳng khiến cho Phật Pháp được thường trụ. Các vị Bồ Tát khác cũng không có sự phân biệt như thế trong việc phát nguyện trang nghiêm. Ví như Đức Thế Tôn, hồi ở nơi cây Ba Lệ Chất Đa Câu Ni La, hoa lá tươi tốt, chư thiên ở cõi trời đảo lợi trong thế cảnh xôn xao ấy, tâm hết mực hoan hỷ, thường ở nơi bóng mát cây đó mà cùng nhau vui với năm thứ vui thú. Kính bạch Thế Tôn, chư thiên cõi trời đảo lợi ở nơi cây thụ vương ấy, có những tổn giảm hay tăng ích gì?
mà khiến cho họ sinh tâm yêu mến, vui thích, thường đi đến nơi cây đó để cùng vui, chỉ vì trông thấy cây ấy là liền có được sự hỷ lạc không gì có thể sánh kịp. Chứ Bồ Tát cũng vậy, chẳng cho chúng sinh có lợi ích hay bị tổn giảm mà Bồ Tát mới phát tâm trang nghiêm. Bồ Tát chỉ tâm niệm rằng đến lúc nào thì mình có được đầy đủ trí tuệ như Phật, làm chỗ quy ngưỡng cho vô lượng chúng sinh trong mười phương thế giới. Như cây thiên trụ kia, hoa đó nở rộ, làm chỗ vui thích của chư thiên vậy, sẽ khiến cho chúng sinh lấy năm căn của Phật làm pháp hoan hỷ để tự an vui. Như cây thụ phương kia đã khiến chư thiên đến nơi bóng mát mà cùng vui với năm thứ an lạc. Lại nữa, kính bạch Thế Tôn, nếu chúng sinh mà phát nguyện trang nghiêm thì chẳng có được chúng sinh, giống như do lìa bỏ ta mà phát nguyện trang nghiêm thì cũng chẳng có được ta vậy. Do lìa bỏ pháp mà phát nguyện trang nghiêm thì chẳng có được các pháp, lìa bỏ ấm mà phát nguyện trang nghiêm thì chẳng có thể có được các ấm, lìa bỏ giới mà phát nguyện trang nghiêm thì chẳng có các giới, lìa bỏ nhập mà phát nguyện trang nghiêm thì chẳng có được các nhập. Kính bạch Thế Tôn, trong sự trang nghiêm ấy không có các quả, là do sự trang nghiêm luôn xa lìa hết thảy, do từ quả không ấy nên đối với các pháp không lấy không bỏ để từ đấy mà phát nguyện trang nghiêm. Kính bạch Thế Tôn, tướng trang nghiêm như thế là bất khả đắc, xứ trang nghiêm đó cũng như chốn làm nên sự trang nghiêm đều là bất khả đắc. Kính bạch Thế Tôn, nếu có chỗ được ấy thì đó là được cái ngã, do vậy mà Bồ Tát không tham không nhận, dù là ngã hay vô ngã. Nếu nhận vô ngã thì đó là ngã rồi, còn nếu không gọi là vô ngã thì cũng không có nơi chốn để thọ nhận. Kính thưa Thế Tôn, theo ý nghĩa như thế thì đó là sự trang nghiêm lớn lao xuất hiện ở thế gian. Trong sự trang nghiêm ấy không còn tướng đây kia. Đức Phật bảo Bồ Tát Bạt Đà Bà La, sự trang nghiêm như thế xét ra có lợi ích như thế nào? Bồ Tát Bạt Đà Bà La đáp: Kính bạch Thế Tôn, con phát nguyện trang nghiêm không còn thấy có hạng phàm phu, và người tu học đạo pháp đối với con là xa, nhưng đối với Phật pháp là gần. Con cũng không còn thấy các pháp Phật ấy là pháp Phật như thế. Kính bạch Thế Tôn, con phát nguyện trang nghiêm ấy thì ở trong đó không còn thấy có lợi ích hay bị tổn giảm. Trang nghiêm như vậy để đem cái hình tướng ấy mà xuất hiện nơi thế gian. Bây giờ các vị Bồ Tát đã tung hoa cúng dường Phật, liền hiện diệu lực thần thông đi đến khắp mười phương được cúng dường chư Phật, giáo hóa chúng sinh, khiến họ luôn vững trong Phật pháp. Phẩm bảy, Bồ Tát phát tâm tức chuyển pháp luân. Bây giờ ở phương đông cách xa thế giới này, đã qua vô lượng và biển ở thăng kỳ quốc độ, có thế giới tên là Tướng Đức Tụ. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Vô Tướng Âm, hiện đang thuyết pháp. Đã vì Bồ Tát phát tâm tức chuyển pháp luân từ khi đạo Vô Thượng Bồ Đề và nói rằng: Vị Bồ Tát này nối tiếp sau ta sẽ đạt quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc này Bồ Tát phát tâm tức chuyển pháp luân trong thấy ánh hào quang lớn cùng âm thanh vang động, liền thưa với Đức Phật Vô Tướng Âm rằng: Kính bạch Thế Tôn, ánh hào quang và âm thanh ấy là của Đức Phật nào tạo ra? Phật Vô Tướng Âm nói: Về phương ta cách xa cõi này, trải qua vô lượng a tăng kỳ quốc độ, có thế giới tên là Ta Bà. Đức Phật ở thế giới hiệu là Thích Ca Mâu Ni, là vị Phật đã phóng hào quang cùng âm thanh ấy. Đức Như Lai đó hiện nay đang vì các vị Bồ Tát mà thuyết giảng Bồ Tát Tạng Kinh về sự dứt trừ mọi mối nghi vấn của chúng sinh, khiến mọi loài đều hoan hỷ. Các vị Bồ Tát ở đấy đều đã thành tựu đầy đủ vô lượng trang nghiêm. Bồ Tát phát tâm tức chuyển pháp luân, liền thưa với Đức Phật Vô Tướng Âm rằng: Kính bạch Thế Tôn, con muốn đi đến thế giới Ta Bà ấy để cúng dường kính lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng đông đảo các vị đại Bồ Tát. Vì sao? Vì các bậc đại sĩ ấy hay còn khó được thấy, huống hồ là được gần gũi thân tình. Đức Phật Vô Tướng Âm bảo Bồ Tát đã tự biết thật đúng lúc. Lúc này Bồ Tát phát tâm tức chuyển pháp luân đã được Đức Phật Vô Tướng Âm chấp thuận, nên rồi chỗ ngồi đứng dậy cung kính đảnh lễ ngang chân Phật, đi nhảy quanh theo phía tay phải rồi lui ra. Đức Phật Vô Tướng Âm trao một đóa hoa sen cho Bồ Tát phát tâm tức chuyển pháp luân và nói: Bồ Tát hãy mang hoa này dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong đó hoa sen đó sẽ thấy vô lượng vô tướng âm vốn là vị Bồ Tát với công đức tu tập. Hoa ấy như thế sẽ là sẽ hóa hiện khắp thế giới Ta Bà, khiến cho mọi chúng sinh đều được thọ dụng. Bồ Tát phát tâm thực hiện pháp luân, nhận lấy đóa hoa do Phật trao rồi đi đến thế giới Ta Bà.
Bây giờ ở thế giới này, mọi thứ cây cỏ, hoa, lá, quả, trái, cho đến những thứ cây cỏ nhỏ nhất thể đều từ trong tay của Bồ Tát phát tâm tức chuyển pháp luân hiện ra. Còn những chúng sinh nào có các thứ âm thanh thì cũng phát ra những tiếng pháp âm về vô thường, khổ, không, vô ngã, căn lực, giác đạo, thiền định, giải thoát cùng các pháp tam muội. Bây giờ tôn giả Sơ Đà Phất liền thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, lúc này lại thấy Như Lai thể hiện hiệu lực thần thông. Đức Phật bảo tôn giả Sơ Đà Phất: Đấy không phải là thần thông của ta. Tôi đây về phương Đông, trong các vô lượng A Tăng Kỳ quốc độ, có thế giới tên là Tức Tướng Đức Tụ. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Vô Tướng Âm, hiện đang thuyết pháp. Có vị Bồ Tát tên là Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân, đang từ thế giới ấy đi đến thế giới Ta Bà. Bản nguyện của vị Bồ Tát đó là có được phước báo về diệu lục thần thông. Tôn giả Sơ Đà Phất thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, Bồ Tát phát tâm tức chuyển pháp luân ở đời quá khứ đã từng vun trồng các lành gì mà có được phước báo và thần lực như vậy? Đức Phật bảo tôn giả Sơ Đà Phất: Lành thay, lành thay, tôn giả đã dùng Phật lực để có thể hỏi Như Lai. Vì Bồ Tát phát tâm tức chuyển pháp luân từng theo Phật thời quá khứ vun trồng các lành, và tôn giả hãy nhất tâm lắng nghe. Vì Bồ Tát đó ở đời quá khứ về chỗ gầy dựng gốc công đức như đối với mười phương chư Phật an tọa nơi đạo tràng lúc mới thành Phật. Bây giờ vị Bồ Tát ấy hoặc là vị Phạm Vương, Chuyển Luân Thánh Vương hay tiên nhân có được năm thần thông luôn lui tới đạo tràng cúng dường Phật, cung thỉnh chư Phật chuyển pháp luân. Số lần cung thỉnh ấy hoặc nhiều hoặc ít, này tôn giả Xá Lợi Phất, như ta hồi mới chứng đắc đạo vô thượng, có vị Phạm Thiên Vương đến cung thỉnh ta rằng: Kính bạch Thế Tôn, xin hãy chuyển pháp luân, vì có những chúng sinh ở đời quá khứ đã tạo được những công hạnh sâu xa đối với các pháp lành, căn cơ thông lợi, trí tuệ phát triển, có thể lãnh hội ý của Phật. Nếu những người ấy không được nghe chánh pháp thì sẽ bị mất hết. Này tôn giả Xá Lợi Phất, Bồ Tát phát tâm tức chuyển pháp luân ấy luôn khuyến thỉnh Phật chuyển pháp luân. Cái công đức đó không ai là không cho ai làm thay mình, chỉ dốc lòng khuyến thỉnh Phật chuyển pháp luân mà thôi. Này tôn giả Xá Lợi Phất, ta nay sẽ nêu thí dụ để làm sáng tỏ ý nghĩa ấy. Kẻ đi thông qua thí dụ sẽ lãnh hội dễ dàng. Giả sử tam thiên đại thiên thế giới, giữa trăm ức mặt trời mặt trăng, 400 ức biển lớn, trăm ức bốn châu thiên hạ, 400 ức na do tha các nước nhỏ thuộc bốn châu thiên hạ, trăm núi ức tu di, trăm ức núi thiết vi, thảy đều là một thứ đồ vật có hình dạng như hất biển sâu. Ở đấy đầy những hạt cải hay hạt mè, hạt gạo. Có vị đại lực sĩ đem hết sức mình nắm giữ chặt lấy rồi vẩy nước tung té khắp bốn phương. Gió lớn thổi lên khắp nên khiến cho một hạt cải rơi xuống một thế giới. Vậy thì theo ý tôn giả thế nào? Những hạt cải rơi xuống khắp các thế giới ấy nên cho là nhiều chăng? Tôn giả Sa Đà Phất thưa: Cái mà Thế Tôn, hết sức nhiều, không thể lường tính hay nêu ra số lượng được. Đức Phật nói: Này tôn giả Sa Đà Phất, nay ta vì tôn giả mà nêu rõ sự việc ấy. Tôn giả đã lãnh hội về số lượng hạt cải rơi xuống khắp các thế giới. Bây giờ hợp làm một vật dụng dài rộng cân bằng nhau, chiều cao cũng như vậy, các vách luôn chắc chắn. Các vật dụng lớn lao như thế, bên trong chứa đầy các mệnh, như dùng thúng học để đông lường đúng bột gạo vậy. Như vậy thì số lượng các ấy nên gọi là nhiều chăng? Tôn giả Sơ Lại Phất đáp: Kính bạch Thế Tôn, hết sức nhiều, không thể nêu ra số lượng được. Đức Phật bảo tôn giả Sơ Lại Phất: Số lượng những các ấy hãy còn có thể nhận biết về số lượng. Còn vị Bồ Tát kia, con việc có thể đến đạo tràng khuyến tỉnh chư Phật chuyển pháp luân nhằm độ thoát chúng sinh thì chẳng thể nào biết được số lượng. Những căn lành được phun trồng ấy hầu như không hồi hướng về quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vị Bồ Tát kia lại còn đeo những vòng ngọc làm bằng bảy thứ báu dâng lên Phật để khuyến tỉnh chuyển pháp luân, số lượng ấy càng thêm nhiều. Lại đeo những vòng hoa là bằng các thứ châu báu dâng lên cúng dường Phật để chuyển pháp luân, số lượng đó lại càng gấp bội. Rồi dùng dòng hương quý dâng lên cúng dường Phật để chuyển pháp luân, bánh chuyển bánh xe chánh pháp, số lượng này lại càng nhiều hơn nữa. Huống chi vị ấy còn dùng vàng bạc lụa quý giả hình dòng cây dâng lên cúng dường chư Phật để cung thỉnh chuyển pháp luân, mà sự vun trồng căn lành ấy cũng không hồi hướng về Phật đạo giác ngộ, chỉ dốc vào việc khuyến thỉnh Phật chuyển bánh xe chánh pháp thôi. Lại nữa tôn giả Sa Lợi Phất, sau đã có Đức Phật hiệu là Quá Trí Lực xuất hiện ở đời,
Bây giờ có vị Triệu Luân Thánh Vương tên là Danh Văn Lực, vị đức tự tại thế lực tiếng tâm phan khắp đại thiên thế giới. Trong cung vườn cảnh lầu gác đền đài luôn nhộn nhịp cho năm thứ dục lạc vui thích. Đám thị nữ ca hát xưng tán theo cảnh dục lạc ấy, nhưng tự nhiên cái thứ tiếng đó lại phát ra những âm thanh vô thường, khổ không, bất tịnh. Nhà vua nghe vậy liền lo sợ và sinh tâm chán lìa. Lúc này, nhà vua bèn đi đến chỗ Đức Phật Quá Trí Lực. Đức Phật liền khuyên nhà vua tự nhớ lại về cái gốc mình đã từng vun trồng căn lành. Vua nghe lời Phật nói bèn suy nghĩ, chư Phật Như Lai có trí tuệ vô ngại thật là chưa từng có, khiến ta được biết về chỗ đã vun trồng bao căn lành để bao nhiêu đức Phật. Ta chỉ vì buông thả trong năm thứ dục lạc mà tâm bị che lấp, lại phải lo chuyện trị nước yên dân và bao thứ công việc buộc ràng, hễ còn chẳng thể tự biết chỗ vun trồng các căn lành. Nên một vị Phật, ta từ xưa đi theo chư Phật để gầy dựng gốc các điều lành nhiều như thế mà chẳng hồi hướng công đức ấy về Phật đạo vô thượng, khiến cho bao căn lành ở đó ở trong một trường hợp bất định. Tôi nay sẽ dùng chỗ tạo hợp các căn lành ấy về đạo vô thượng mà đem lại lợi ích cho chúng sinh. Từ nơi chúng mình sinh trưởng du hóa khắp các cõi Phật, ở đây mọi thứ ngôn ngữ của chúng sinh có được đều là những âm thanh thể hiện các pháp vô thường, khổ không, vô ngã, cũng như các thứ cỏ cây, rừng núi, hoa lá, quả hạt, là các thế giới đó thì đều phát ra âm thanh vô thường, khổ không, vô ngã. Ta xin đem những căn lành này trao cho chúng sinh để cùng được hưởng, nhờ đấy mà sẽ có được trí tuệ như Đức Phật Quá Trí Lực hiện nay đã đạt được. Suy nghĩ như vậy rồi, vị vua ấy liền rời chỗ ngồi đứng dậy đến đứng phía trước Phật, cung kính bày tỏ: Kính bạch Thế Tôn, con sẽ đem hết thảy quốc độ của mình dâng lên Phật cùng tăng chúng, mong được Đức Thế Tôn thọ dụng. Sau khi phụng hiến xong, nhà vua liền xuất gia học đạo. Bốn thí binh chủng được nghe biết việc này cũng theo nhà vua xuất gia. Đám thị nữ đến 40 na cho tha người, ta đều xin xuất gia theo vua. Còn dân chúng thì có 80 ức na cho tha, kẻ cũng xin theo nhà vua mà xuất gia học đạo. Bốn chúng đệ tử của Đức Phật Quá Trí Lực lúc này đã tăng lên rất nhiều. Các vị xuất gia ấy đều chứng đắc năm thứ thần thông, mỗi vị đều dùng thần lực để đi đến hàng xa cõi Phật ở phương đông, khuyến thịnh vô lượng chư Phật đang an tọa nơi đạo tràng chuyển bánh xe chánh pháp tôn quý nhằm độ thoát chúng sinh. Các phương nam tây bắc bốn hướng cùng phương trên dưới cũng đều khuyến thịnh vô lượng hàng xa chư Phật chuyển bánh xe chánh pháp để hóa độ muôn loài. Nhà vua Danh Văn Lực từ đó về sau không còn sinh ra theo ngã thọ trai, cũng không sinh vào các quốc độ bất tịnh thế giới mà ông đến du hóa. Ở đây chúng sinh cùng với cây cỏ, rừng núi, thể đều phát ra các âm thanh vô thường, khổ không, vô ngã. Này tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả cho rằng nhà vua Danh Văn Lực thời bấy giờ, ở nơi Đức Phật Quá Trí Lực tự xét biết về đời trước đã từng vun trồng căn lành, nên xuất gia học đạo, cho đất năm thứ thần thông, du hóa khắp vô lượng thế giới trong 10 phương để khuyến thỉnh cho Phật chuyển bánh xe chánh pháp, hóa độ chúng sinh ấy, há là người xa lạ sao? Vẻ hiện nay chính là Bồ Tát phát tâm tức chuyển pháp luân vậy. Phẩm 8. Thể hiện sự biến hóa. Bây giờ Bồ Tát phát tâm tức chuyển pháp luân đi đến thành Vương Xá, rồi thẳng nơi vườn trúc cùng kính đảnh lễ ngang chân Phật, rồi lùi ra đứng một bên thưa với Phật: Kính bạch Thế Tôn, Đức Phật Vô Tướng Âm xin gửi lời thăm hỏi vấn an Đức Thế Tôn, có được ít phiền, ít bệnh, mọi sinh hoạt đều được thư thái, khí lực an lành chăng? Lại xin đem bó hoa sen lớn này dâng lên Đức Phật Thế Tôn. Đức Phật liền nhận lấy hoa rồi nói rằng: Đức Phật Vô Tướng Âm có được an ổn trong mọi công việc cũng như sự giáo hóa luôn thuận hợp chăng? Bồ Tát phát tâm thuyết chuyện pháp luân thưa: Kính bạch Thế Tôn, Phật Vô Tướng Âm khí lực luôn khang kiện, chúng sinh dễ độ. Vì sao? Vì nơi thế giới ấy trong những lúc đại chúng được tập hợp đông đúc luôn có được bốn pháp thanh tịnh, đó là: một, căn lành thanh tịnh vì sự giác ngộ; 2, vô lượng giới thanh tịnh luôn phát nguyện chân chánh; 3, vô lượng tri kiến thanh tịnh chẳng vướng chấp các pháp; 4, chỗ quán tưởng thanh tịnh không giữ chặt lấy tướng. Kính bạch Thế Tôn, nơi chúng hội ấy không có ai là kẻ hủy phá giới luật cùng uy nghi, cũng chẳng có tên gọi về ba thứ hủy phá kia. Chúng hội ở quốc độ ấy xem chúng sinh trong thế giới ta bà này như thể cảnh tra khảo đánh đập ở chốn ngục tù. Con này xin được trở về, kính mong Đức Như Lai đến thăm thế giới của con. Đức Phật bảo Bồ Tát phát tâm tức chuyển pháp luân:
Hãy khoan, này bậc thiện nam, đi đến thế giới ấy là nhằm làm công việc gì? Ta này ở đây đang là giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát phát tâm tức chuyển pháp luân đã ân cần cung thỉnh 3 lần. Kính mong Đức Như Lai đến thăm thế giới ấy. Nếu chẳng chiếu cố quan tâm thì con sẽ xin đem thần lực có được do phước báo tiếp thế giới này. Chỉ trong khoảng một niệm đem đặt liền nơi cõi kia, cũng trong phần hư không chẳng khác. Lúc này Đức Phật im lặng lắng nghe vị Bồ Tát ấy nói về việc sẽ thể hiện diệu lực của thần thông tự tại nhằm khiến cho chúng sinh có được đầy đủ các căn lành, cũng là nhằm thể hiện diệu lực của mức độ tri kiến. Và vị Bồ Tát ấy liền dùng tay phải dứt mạnh lấy cõi tam thiên đại thiên thế giới, giống như người thợ đồ gốm dùng cây khẩy để quay bánh xe, có việc dựa chặt lấy mà bước đi. Bây giờ tôn giả Sa Lợi Phất nhận biết khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới này đều đang bị dao động lớn, nên thưa với Đức Thế Tôn: hãy giữ chặt lấy thế giới này cùng với chúng ta, hãy giữ chặt lấy thế giới này cùng với chúng ta. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn dùng âm thanh thuận theo trí tuệ, vừa êm dịu vừa hòa nhã, có thể đem lại sự yên vui yêu thích cho mọi người, đầy đủ sự sâu xa, không cao không thấp, gọn đủ điều cốt yếu, không rối rắm, để có thể chỉ rõ ý nghĩa, đáp lại tôn giả Xá Lợi Phất: chẳng phải do ta tạo ra. Tiếng nói ấy khắp đại thiên thế giới đều cùng được nghe. Lúc này có những chúng sinh vốn tham đắm nơi cái ta, tâm ta dựa theo những điều nghe thấy nên hết sức kinh sợ mà có được tâm chán lìa. Ngoài ra thì bốn chúng đệ tử chỉ thấy Đức Như Lai được các vị Bồ Tát vây quanh và đang vì họ mà thuyết pháp, như vị chuyển luân vương đang ngồi ngay ngắn nơi tòa ở chốn an ổn, các vị đại phạm vương đang ở giữa chốn phạm thiên. Bây giờ Bồ Tát phát tâm tuyên truyền pháp luân đều đem vô lượng thế giới trong 10 phương tập hợp lại ở một nơi để cho chúng sinh được thấy rõ. Lúc này Đức Thế Tôn dùng diệu lực thần thông khiến cho gió lớn dấy lên thổi khắp các thế giới, hỗ trợ cho việc lấy tay đánh mạnh vào làm vỡ tung ra và thể đều tan biến. Đức Phật thể hiện thần lực như thế, các vị đại phạm vương cùng các vị phạm thiên đối với kiến văn của mình luôn chấp các pháp là thường, chẳng bị hoại, nhất là ở chốn cung điện cùng ngôi vị phạm vương nay đều tự thấy cung điện tan hoại nên hết mực kinh hoàng, sinh tâm chán lìa. Mỗi vị đều suy nghĩ những cung điện này đã được xây dựng từ trước mà nay thấy đều bị phá vỡ hủy hoại, như nước lấy bóng sóng lớn lập vào sóng nhỏ thành bọt nước tung té lên cao. Nếu nước khô cạn, mặt trời dọi ánh nắng và gió thổi lên thì thảy tan hết. Thế thì đúng là chúng ta cùng chịu sự vô thường. Suy nghĩ như vậy nên các vị đó đều cùng run rẩy sợ hãi, chắp tay lễ Phật. Lúc này Đức Thế Tôn bảo tôn giả Sa Lợi Phất: ta từ trước đến nay luôn vì tôn giả mà nói rằng thế gian hư vọng không có chân thật, vì như có người cùng với cái không tranh luận, thế gian là như thế đấy, chỉ theo sự nhớ tưởng phân biệt nên cho là có, không chắc không bền, chẳng khác gì bọt nước tụ lại trong chốc lát. Thế gian hư ảo có thể lừa dối chúng sinh, thế gian như ánh lửa rực sáng, thể tướng đó là không thật, kể cả sự khát khao yêu mến, thế gian như bóng hình chẳng thể cầm giữ được, thế gian như tiếng vang hư dối khi các loài khởi nghiệp, thế gian như thật chính là tánh dứt điên đảo. Này tôn giả Sa Lợi Phất, ta ngồi nơi đạo tràng để thông đạt được nhiều điều như thật, biết hình tướng thế gian là không, không chỗ có, không chốn nương tựa, dùng các không bị ngăn ngại để đạt được hình tướng thế gian. Này tôn giả Sa Lợi Phất, xưa nay ta đã từng biết rõ về vị của thế gian, về nỗi lo ở thế gian cũng như việc ra khỏi thế gian, không tự mình tuyên bố là ta đã được Phật đạo. Chỉ khi ta đã nhận ra tướng như thật của thế gian cùng nguyên nhân gây nên bao nỗi khổ ở thế gian, nhận biết sự diệt khổ ở thế gian và con đường diệt khổ đó, thì mới tự mình tuyên bố rõ là ta đã đạt được Phật đạo. Này tôn giả Sa Lợi Phất, thế nào gọi là thế gian và những gì là năm ấm ở trong thế gian ấy? Năm ấm đó là sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Này tôn giả Sa Lợi Phất, thế nào là sắc ấm? Hoặc như có chúng sinh suy nghĩ rằng, nếu như quá khứ ấy không gọi ta là sắc, vị lai hiện tại không gọi ta là sắc, vì thế mà Phật bảo mọi sở hữu là sắc. Nếu ở nơi quá khứ vị lai hiện tại
hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc gần hoặc xa, để được gọi tên là sắc ấm, mà sắc ấm ấy thật không có hình tướng. Ví như không ấm, phong ấm, hỏa ấm, thủy ấm, địa ấm, chỉ có tên gọi thôi. Sắc thọ tưởng hành thức ấm là cũng như vậy, nên dùng sự tương hợp của nhân duyên ấy để nói về các ấm. Này tôn giả Xá Lợi Phất, hàng phàm phu ngu si tối tâm luôn tham đắm nơi thân mình và biết rõ về hình tướng của sắc, cho là sắc là ta, là sở hữu của ta. Để giữ lấy hình tướng phân biệt mà sinh ra tâm tham đắm, thọ tưởng hành thức cũng là như vậy. Này tôn giả Xá Lợi Phất, tăng tọa nơi đạo tràng, ở trong các sự việc ấy không cho là có, không cho là không, mà phát sinh pháp nhãn. Hàng phàm phu ở những trường hợp không có pháp sở hữu, sinh tâm khao khát yêu mến, cho là pháp bị tan hoại, bèo bèn giấy sự buồn khổ lo phiền. Kẻ tham đắm sâu nặng ấy, do bị mất chỗ mình tham đắm, nên càng thêm mê muội lầm lạc, liên tiếp tạo các nghiệp xấu ác, như dùng gạch đá, gậy gộc, gươm giáo, đủ thứ binh khí để sát hại lẫn nhau. Do si mê lầm lạc nên khởi tạo nghiệp dữ, gây ra tội lỗi như thế. Như Lai, thông đạt các pháp đều bình đẳng, mọi tri kiến cũng bình đẳng nên thuyết giảng chánh kiến. Gọi là chánh kiến tức là bình đẳng, chánh trực, không có cao thấp. Đó là đạo hạnh chân chánh, tu tập chính đáng, giải thoát chân chánh, đạt được những tri kiến ấy nên gọi là chánh kiến. Này tôn giả Xá Lợi Phất, Phật nói về chánh kiến chẳng thể chỉ dùng ngôn ngữ, vì các vị mà nói suông phải nên thuận theo lời nói để tu tập. Này tôn giả Xá Lợi Phất, các vị đều phải theo đúng pháp tu tập sẽ có được trí tuệ vô lượng vô biên, đó chính là 84.000 các pháp tạng trong một cửa pháp tạng, đó gọi là những giới khởi tạo tác, chẳng phải tướng giới khởi tạo tác. Lúc Đức Như Lai nói về cửa pháp tạng ấy có đến 77.000 là cho ta các vị phàm thiên vương ở trong các pháp xa lìa bụi bặm phiền não, đạt được pháp nhãn thanh tịnh. Chư thiên ở cõi dục giới có tới 84.000 là cho ta vị ở trong các pháp đều lìa bỏ phiền não câu uế, đạt được pháp nhãn thanh tịnh cùng với vô lượng người khác. Còn đối với các pháp xa lìa bụi bặm và có được pháp nhãn thanh tịnh, có đến 100.000 vạn ức các vị Bồ Tát ở trong 100 ức cõi Diêm Phù Đề đều ở nơi chúng hội này, đạt được pháp nhẫn vô sinh, cùng với vô lượng vô biên chúng sinh khác, thả đều phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Đức Thế Tôn thu lại thần lực, bốn bộ chúng cùng với chư thiên ở các cõi trời phạm thế, phạm trụ, phạm chúng và trong cõi dục giới, thiên long, dạ xoa, càn thất bà, atula, kalola, khẩn đà la, ma hầu la già, nhân phi nhân, thả đều tự nhận ra thân mình trở lại thế giới ấy. Phạm chánh diệu lực của Như Lai. Bây giờ tôn giả Mục Kiền Liên từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt một vạt y để trần vai bên phải, chắp tay cung kính hướng về phía Đức Phật thưa rằng: Kính bạch Thế Tôn, thật là điều chưa từng có. Vị Bồ Tát phát tâm thức chuyển pháp luân ấy đã có thần lực lớn lao, đưa thế giới kham nhẫn này, kể cả Đức Như Lai, đem đặt trong khoảng thuộc thế giới khác. Bạch Thế Tôn, mang con đi đến cõi ấy rồi trở lại nơi này, lúc bấy giờ con thật sự là thần hãy chẳng còn, nói chi tới thông. Con lại suy nghĩ, hiện vị Bồ Tát ấy đã có đầy đủ thần thông lớn lao, đưa con đi đến rồi trở về, mà con đều chẳng rõ là chậm nhanh hay gần xa ra sao. Con lại suy nghĩ tiếp, vị Bồ Tát ấy hiện chưa thành tựu Phật đạo mà đã có thần lực như thế, huống chi là đến lúc thành Phật. Đức Phật bảo Tôn giả Mục Liên, Tôn giả đã cho rằng Bồ Tát phát tâm thức chuyển pháp luân ấy có thể đưa Như Lai trong việc đi đến và trở về chăng? Chớ có ý nghĩ đó. Vì sao? Vì ta chẳng hề thấy có Sa Môn, Bà La Môn, A La Hán, Bích Chư Phật cùng với bao loài chúng sinh, kể cả Thiên Long, Dạ Xoa, Càn Tất Bà, Atula, Kalola, Khẩn Đà La, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân, chứ ai có thể làm lấy động nổi một gốc y của Như Lai, huống chi là có thể đưa bổng đến thế giới khác rồi đặt trở lại nơi cũ, không có chuyện ấy đâu. Này Tôn giả Mục Liên, hết thảy trời người đều được đặt yên nơi thế gian này. Nếu như cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới này với mọi chúng sinh hiện có hình sắc không có hình sắc, có tưởng không có tưởng, chẳng phải có tưởng chẳng phải không có tưởng, hoặc có thể trông thấy hoặc không thể trông thấy, giả như khiến trong một lúc đều được làm thân người, do tin tưởng xuất gia để cho đất A-la-hán gồm đủ 6 thứ thần thông, giống như Tôn giả Mục Liên vậy,
Vậy thì theo ý của tôn giả thế nào? Trong trường hợp này, giới thần thông trí lực có được ấy, nên cho là lớn chăng? Tôn giả Mục Liên thưa, các bạch Thế Tôn hết sức lớn. Đức Phật bảo tôn giả Mục Liên, các vị A-la-hán ấy, dùng tay đứa cỏ tam thiên đại thiên thế giới đi khắp hàng sắc bất độ trong mười phương. Giả như Như Lai dùng một hạt cải đem đặt nơi không trung, thì chúng A-la-hán có thần thông lớn là ấy, hãy còn không thể làm lay động như một vật bé xíu có thể làm được. Này tôn giả Mục Liên, vả lại việc đặt đẻ của những thứ thần thông lớn lao kia, giả như một người có được thần lực lớn, Phật lắng nghe người ấy nói là có thể dùng một hơi thổi rồi vỡ tung cả cõi đại thiên tan ra, khiến các phi trần tung bay khắp vô lượng hằng xa thế giới, là dùng một hơi thổi khiến các phi trần kia hợp lại thành cõi tam thiên đại thiên thế giới. Này tôn giả Mục Liên, vậy thì theo ý của tôn giả thế nào? Người ấy có đầy đủ thần lực lớn lao chăng? Tôn giả Mục Liên đáp, các bạch Thế Tôn hết sức lớn. Đức Phật bảo, này tôn giả Mục Liên, giả sử có người đều được diệu lực thần thông lớn lao như vậy, và số người ấy đầy cả cõi tam thiên đại thiên thế giới này, cũng như những người rừng cây, đồng ruộng, giữa lúa mì, mía, hết thảy đều cùng một lòng thể hiện hết thần lực, hãy còn không thể làm lay động được một góc tấm y của Như Lai, huống hồ là nơi Như Lai đem đặt nơi thế giới khác rồi lại đem trở về. Này tôn giả Mục Liên, ta đang ngồi nơi tòa này có thể làm lay động vô lượng vô biên cho thân niết bàn A Tăng Kỳ cõi ở phương đông, trong ấy mọi chúng sinh đều không hề tự biết, kể cả cảm tưởng về việc đi lại của mình, các chúng sinh đấy cũng không thể biết được về các trường hợp thành hoại cũng như tận diệt của thế gian. Này tôn giả Mục Liên, nên biết rằng Như Lai khi thể hiện thần lực là tùy theo chỗ thích ứng của chúng sinh để vì họ mà thuyết pháp. Hoặc có chúng sinh nên hiện thân Phật để họ được hóa độ, hoặc có chúng sinh nên hiện thân chư thiên để họ được hóa độ, hoặc có chúng sinh nên hiện thân rồng để hóa độ họ, hoặc có chúng sinh nên hiện thân Dạ Xoa, Cà Thất Bà, Atula, Kalola, Khẩn Đà La, Ma Hầu La Già để hóa độ họ, và có chúng sinh đến hiện thân nam, thân nữ để hóa độ họ, và có chúng sinh đến hiện thân lớn hay nhỏ để hóa độ họ. Này tôn giả Mục Liên, Như Lai vốn có nhiều lực thần thông, vô sở ý tự tại, nên biết là chúng thảy đều được thu nhiếp trong kinh này. Các phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng cùng hai phương trên dưới cũng đều như thế cả. Này tôn giả Mục Liên, tôn giả nếu được thấy Như Lai hành hóa, nhất là thể hiện thần lực lớn lao, thì tôn giả đã chẳng có những lời hỏi đáp vừa rồi. Này tôn giả Mục Liên, ta đã dạy tôn giả A Nan, pháp môn Đạt La Ni là nhằm để thọ trì 12 bộ kinh Tu Đà La Kỳ Dạ, Xà Kla Kala Na, Gia Đà, Ưu Đà, Ưu Bà Na, Ni Đà Na, A Ba Đà Na, Y Đế Mục Đa Già, Sa Đa Già, Quảng Kinh, Vị Tằng Hữu Kinh và Ưu Bà Đề Xá, khiến cho không bị quên mất. Mà hiện nay tôn giả A Nan hãy còn chẳng có thể biết được thần lực của Như Lai. Vì sao? Vì Như Lai đã dùng từng lời, từng chữ, từng câu để nói bày giảng nói tất cả hàng thanh văn biết cho Phật ở hoặc ở trong một kiếp hay trăm ngàn vạn kiếp, cho tới vô lượng A Tăng Kỳ kiếp, hãy còn không thể đọc tụng thọ trì, suy nghĩ hiện nói hết được. Huống chi là có thể biết hết được chỗ thần thông diệu lực lớn lao mà Như Lai đã thể hiện không có sự việc ấy. Này tôn giả Mục Liên, Như Lai đã từng thể hiện vô số nhân duyên, vô số uy nghi, vô số pháp môn, nẻo đường để giáo hóa chúng sinh cùng diễn nói chánh pháp. Chỉ vào lúc mang y hết thảy hàng thanh văn và bích chi Phật hãy còn không thể biết trong số ấy, trong ấy số lượng chúng sinh tăng lên là bao nhiêu, giải thuyết pháp như thế nào. Huống hồ là có thể biết hết các nẻo hành hóa của Như Lai, cũng như thần thông và trí tuệ của Như Lai, không hề có việc ấy. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn theo Bồ Tát phát tâm thuyết chuyển pháp luân, nhận lấy đóa hoa sen xong, liền gọi các vị Bồ Tát Bạt Đà Bà La, Bồ Tát Bảo Tích, Bồ Tát Đạo Sư, Bồ Tát Tinh Đắc, Bồ Tát Na La Đạt, Bồ Tát Đế Đắc, Bồ Tát Thủy Thiên, Bồ Tát Thiện Lực, là những bậc có thể hộ trì pháp tạng ở đời sau, nói rằng: Này các thị vị thiện nam, các vị có thể hộ trì kho tàng chánh pháp của Như Lai.
có thể khéo thông tỏ tin tưởng nơi con đường hành hóa của Như Lai để diễn thuyết chân. Các vị Bồ Tát thưa các bạch Thế Tôn, chúng con đều có thể làm được việc ấy. Đức Phật nói, các vị kể từ này nếu có thuyết giảng thì trước hãy hết hết hãy xem nẻo chúng hành hóa ý hướng cùng các pháp môn hội nhập của Như Lai, sau đấy mới thuyết giảng. Nếu như có người bảo rằng thế nào gọi là trí tuệ đầy đủ của Phật, thì các vị nên dựa vào những kinh như thế này cùng quan sát nẻo hành hóa của Như Lai, sau đó mới trả lời. Các vị nếu được nghe những chỗ nói về các pháp môn thì đều nên quan sát ý hướng hành động của Như Lai, vì sự việc ấy nên mới thuyết giảng pháp như vậy. Các vị nếu nhận thấy chỗ hành động của chúng sinh thì cũng phải xem lên pháp tạng của Như Lai để biết rằng các chúng sinh đã có những hành động như vậy, và Phật đã dùng sự hành hóa đó là nhằm để làm cho chuyển biến dứt trừ mọi nếu hành động của chúng sinh có đến 99.000 các căn. Như Lai tất biết rõ đó là nhiều kẻ do tham dục mà có căn như thế, nhiều kẻ do giận dữ mà có căn như vậy, nhiều kẻ do ngu si mà có căn như thế. Kẻ gần như nhiều dục mà có căn như vậy, kẻ gần như nhiều giận dữ mà có căn như vậy, kẻ gần như có nhiều si mê mà có căn như vậy, kẻ gần như có nhiều tham giận mà có căn như thế, kẻ gần như nhiều tham si mà có căn như vậy, kẻ gần như nhiều sân si mà có căn như thế, kẻ gần như nhiều tham sân si mà có căn như vậy. Các căn như thế là có thể lãnh hội đạo pháp thanh tịnh cũng như có thể khởi mọi sự việc. Các căn như vậy là gốc từ những duyên sinh và từ nơi tập mà hành động thu đạt. Có căn tạo tác nghiệp thì hoặc giấy nghiệp xấu ác, hay tạo nghiệp thiện tốt, hoặc tạo cả nghiệp thiện nghiệp ác. Các căn ấy tuần với đạo, căn ấy tuần với định, căn ấy tuần với tuệ. Đó là sự tuần hợp hết mực với trí. Tuần với trí vô sinh là sự tùy thuận của căn, để đến tận cùng trí vô sinh là chân lý tuần hợp với căn. Này các vị tỳ nam, ở trong hai vạn các căn ấy hòa hợp với sức mạnh của nhân duyên đời trước, nó có thể khởi các nghiệp, hoặc nghiệp dữ, nghiệp lành. Do từ nghiệp duyên ấy mà có được đủ loại hình sắc, hoặc đen, hoặc trắng, hoặc chạng đen, chạng trắng, hoặc ở trên, hoặc xa lìa, các thứ hình sắc như thế, có hai vạn căn, có thể sinh ra các thân, hoặc dài, hoặc ngắn, hoặc thô, hoặc tế, hoặc chẳng dài, ngắn, chẳng thô, tế. Có 20 vạn căn có thể hiện biểu lộ hình tướng bên trong, như ở trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nhận biết đó là người có tâm tham, đó là người có tâm sân, đó là người có tâm si, đó là người lìa tham, đó là người lìa sân, đó là người lìa si. Có 3 vạn căn tạo nên những nghiệp báo sai biệt. Như lúc người chết thì tình thức mê muội, hình sắc biến đổi, tay chân co quắp, các căn thác loạn, các chi phần cùng lìa nhau. Gặp lúc hơi tuôn ra, biết đó là các căn phải bị đọa vào địa ngục hay ngạ quỷ súc sinh, hay là căn ấy được sinh nơi cõi người trời, được sinh nơi cõi Phật, ở phương khác được thấy chư Phật. Căn ấy nên dứt sự tương tục của sinh tử, không còn phải nhận lấy thân sau. Có 7 vạn căn, do tin hiểu được sức mạnh của căn mà thu nhiếp được pháp thiện. Có 2 vạn các căn thu nhiếp pháp bất thiện, vào lúc chết có thể nhận biết. Này các vị thiền nam, đó gọi là diệu lực của Phật, là nẻo hành hóa của Như Lai, cũng là kho tàng chánh pháp của Như Lai. Như Lai an trụ ở đấy có thể diễn nói các pháp không tăng không giảm. Phẩm 10 nói về công đức. Lúc bấy giờ trong chúng ngồi có một vị Bồ Tát tên là Kiến Ý, từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, con đối với pháp môn ấy đã đạt được pháp sáng tỏ, vì thế mà con sẽ dốc tu tập thêm pháp môn ấy khiến cho được đầy đủ. Vì sao? Như con hiện nay sẽ xin tạo nên sự trang nghiêm như vậy để tìm cầu học hỏi hành động đầy đủ pháp ấy. Trước sau không chút biến trễ hay dừng nghỉ, và vào đời vị lai sẽ trở lại được nghe pháp tạng của Như Lai. Đức Phật bảo Bồ Tát Kiến Ý: Lành thay, lành thay, ông đã có thể dốc lòng cầu chư Phật Như Lai trong vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, về chỗ tu tập hợp các pháp lớn. Này Bồ Tát Kiến Ý, nếu như cõi tam thiên đại thiên thế giới này có những chúng sinh hoặc có hình sắc không hình sắc, có tưởng không có tưởng, hoặc chẳng phải có tưởng chẳng phải không có tưởng,
Giả như trong một thời hết thảy đều được thân người, nếu có hàng thiện nam thiện nữ cung cấp cho hết thảy chúng sinh ấy đầy đủ tất cả mọi thứ an lạc, tùy theo chỗ cầu về sắc hương vị tiếp xúc mà đều có thể chu toàn, rồi đem hết thảy chúng sinh đó đặt gọn trong lòng bàn tay, hoặc hơn một kiếp hoặc ít hơn một kiếp, là dùng tay kia để trừ bỏ, xua đuổi mùi hôi hám dơ bẩn đi xa tới chỗ khác. Này Bồ Tát kiên ý, theo ý của Bồ Tát thì thế nào? Chỗ làm của người ấy cho nên cho là lớn lao chăng? Bồ Tát kiên ý thưa, kính bạch Thế Tôn, hết sức lớn lao. Đức Phật bảo, này Bồ Tát kiên ý, nếu là có người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc vào lúc Phật tại thế hay sau khi Phật diệt độ, có thể cầu được hỗ trợ các pháp Bồ Đề cùng các kinh tạng Bồ Tát như vậy và suy nghĩ ta tu tập theo pháp đại thừa này vì chúng sinh mà thuyết giảng về sự đoạn trừ tham lam sân hận si mê, xa lìa sinh già chết với bao nỗi lo buồn khổ não. Lúc mong cầu như vậy, nếu có được một bài kệ bốn câu của kinh này, có thể vì chúng sinh mà đọc tụng giải thuyết, thì so với công đức ở trước trăm phần ngàn phần trăm ngàn vạn phần hãy còn chẳng bằng một, kể cả việc dùng thí dụ cũng không thể đủ để diễn tả. Bồ Tát như vậy là đem nhân duyên cầu các pháp thâm diệu ấy mà có thể tạo được lợi ích lớn lao cho tại chúng sinh. Này Bồ Tát kiên ý, đối với sự việc đó, ai là người có thể tin tưởng? Chỉ có chư Phật là thông tuệ một cách rốt ráo, cũng như các đệ tử của Bậc Thánh, cùng với những vị phát tâm cầu Phật đạo thì mới có thể tin tưởng thọ nhận. Vì sao? Như các vị Bồ Tát lúc mới bắt đầu phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đại chánh giác, toàn nguyện sẽ vì những chúng sinh không được cứu độ mà tạo sự cứu giúp họ, không có nơi trú ngụ thì tạo chỗ trú ngụ, không biết đến đạo giác ngộ thì chỉ rõ con đường ấy. Ta sẽ tu tập theo pháp đại thừa ấy là trí tuệ của Phật, sẽ khiến cho vô lượng cho số chúng sinh đứng vững trong pháp vô lậu. Này Bồ Tát kiến ý, giả sử như người ấy từ lúc sớm đến lúc bữa ăn cuối bữa ăn dùng các thứ châu báu tích chứa như núi Tu Chi cùng với mỗi mỗi người giữa buổi và qua trưa, vào lúc bắt đầu sau giữa đêm, dốc sức hao hết sức lực của mình ngày đêm sáu thời đem số lượng châu báu tích chứa ấy cấp cho chúng sinh. Này Bồ Tát kiên ý, theo ý của Bồ Tát thì thế nào? Tâm của chúng sinh ấy có được thỏa mãn đầy đủ chăng? Bồ Tát kiên ý thưa, kính bạch Thế Tôn, không được thỏa mãn đầy đủ. Đức Phật nói, hoặc do cá nhân ấy nên bị đọa vào ba nẻo đường dữ. Bồ Tát suy nghĩ rằng, ta sẽ dốc cầu pháp thâm diệu vô thượng, cùng khiến cho mọi chúng sinh xem sự tích chứa các thứ châu báu trong tam thiên đại thế giới, cũng như nước mắt, nước bọt. Chỉ sinh tâm lo sợ. Bậc Bồ Tát đại trí xem sự tích chứa châu báu ấy đều là ba thứ độc, gây nên bao phiền não cho chúng sinh, là gốc của mọi nẻo sinh tử, qua lại các cõi địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, cùng những khổ não trong cõi người. Lúc mong cầu là gốc của khổ, có được giữ gìn lấy là gốc của khổ, oán ghét tranh cãi giết khởi các nghiệp gây ra tội lỗi cũng chính là gốc của bao nỗi khổ. Như thế thì Bồ Tát đã phải sự tích tụ cho báo lớn lao nên sinh tâm chán lìa, lại suy nghĩ rằng đây không phải là nơi cất chất chứa cho báu mà chỉ là sự tích chứa bao nỗi khổ não là các nẻo ác. Và có chúng sinh do tham đắm nên bị đọa vào ba nẻo dữ. Này Bồ Tát kiên ý, như đem cả cõi tam thiên đại thiên thế giới này cùng với mọi chúng sinh hiện có, cả chúng sinh trong vô lượng hằng hà sa số quốc độ khắp mười phương, hoặc có hình sắc không hình sắc, có tưởng không có tưởng, hoặc chẳng phải có tưởng chẳng phải không có tưởng, giả như trong một lúc đều khiến trở thành thân người hết, đã có một người phát tâm cung cấp cho tất cả đủ mọi sự an lạc, tùy theo chỗ cần về sắc, thanh, hương vị, thể đều chu toàn, hoặc đặt ở trên đầu, hoặc dùng pha để gánh vác, trải qua hơn một kiếp hay giảm một kiếp, tùy ý mà ngồi, nằm, là cũng dùng một tay để xua trừ các mùi hôi, nhớp, đi xa khỏi chúng khác. Này Bồ Tát kiên ý, theo ý của Bồ Tát thì sao? Công việc làm của người ấy nên cho là nhiều chăng? Bồ Tát kiên ý đáp, hết sức nhiều, kính bạch Thế Tôn. Đức Phật bảo, này Bồ Tát kiến ý, ta nay bảo Bồ Tát lời chân thành này, nếu có hàng thiện nam thì nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mong làm được sự hỗ trợ cho các pháp Bồ Đề cùng các kinh tạng Bồ Tát như thế, chỉ mới bắt đầu thực hiện mà phước đức thật không thể lường, cho tới khi đạt quả vị vô thượng Bồ Đề
cũng thật không thể hết phước đức ấy. So với công đức trước thì đối với trăm phần ngàn phần, trăm ngàn vạn phần còn không bằng một. Kể cả việc dùng thí dụ cũng không thể đủ diễn tả. Vì sao? Vì người đem lại sự an lạc đầy đủ ở trước thì đó là những cách xử thuộc nhân duyên hữu lậu, không thể lìa bỏ được sự khổ, được đến an ổn một cách trọn vẹn. Các vị Bồ Tát mong có được nhân duyên thuận hợp cho các pháp là nhằm làm tăng trưởng ba thứ giới định tuệ, cũng có thể thiện hiện đầy đủ hết thảy các pháp vật, đạt được vô lượng không thể nghĩ bàn diệu lực của các phương tiện, thành tựu công việc hóa độ chúng sinh, làm thanh tịnh cõi Phật. Này Bồ Tát kiến ý, vì thế mà Phật nói về nhân duyên cầu pháp của Bồ Tát là nhằm đạt quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa này Bồ Tát kiến ý, nếu như ở bốn châu thiên hạ trong ấy có vô số các bậc Như Lai đông nhiều như thể những rừng cây, cánh đồng lúa mè mía, nếu như có một người dốc hết sức lực, chính mình cũng dùng y phục đồ nằm, đồ để nằm thuốc men cùng đủ thứ đủ loại cần dùng các vị Như Lai ấy, và sau khi các bậc Như Lai nhập niết bàn là tôn tạ bảo tháp bằng bảy thứ châu báu, dung dứt mỗi chiều là một giới tuần. Hình dáng bên ngoài của bảo tháp rất trang nghiêm, luôn có hoa hương cờ phướng, chủ lồng đèn đuốc thắp sáng để cúng dường. Họ đến 100 kiếp hay hơn nữa. Này Bồ Tát kiên ý, theo ý của Bồ Tát thì sao? Người ấy có được phước đức nên cho là nhiều chăng? Bồ Tát kiên ý đáp: Kính bạch Thế Tôn, hết sức nhiều, thật là vô lượng vô biên. Đức Phật nói: Này Bồ Tát kiên ý, ta này bảo Bồ Tát lời chân thành này. Người ấy cúng dường cho vô số các vị Như Lai như thế, là tôn tạo từng ấy ngôi tháp nhà luôn, trong bao nhiêu kiếp cúng dường đủ thứ đủ loại. Nếu như có hàng thiện nam thiện nữ phát tâm cầu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, mong được hỗ trợ cho các pháp bồ đề cùng tạng kinh bồ tát để thọ trì đọc tụng, thì so với phước đức ở trước trong trăm phần ngàn phần, trăm ngàn vạn phần hãy còn không bằng một, cho đến dùng thí dụ cũng không thể diễn tả hết. Vì sao? Chỉ trong các sự bố thí, pháp thí là hạng nhất, trong các việc mong cầu cầu chánh pháp là hạng nhất. Vì thế này Bồ Tát kiên ý, các vị nên biết là trong khoảng 500 năm về sau này, nếu thọ trì đọc tụng các kinh như thế là chỗ công đức đạt được là vô lượng vô biên, cho đến lúc đạt quả vị vô thượng Bồ Đề cũng không thể biết. Này Bồ Tát kiên ý, ta này muốn dùng thí dụ để làm sáng tỏ sự việc này, và Bồ Tát sẽ tin tưởng thọ nhận. Vì như các quốc độ trong cấp cõi Tam Thiên Đại Thiên này được dùng làm một đồ vật, trong ấy chứa đầy những hạt cải như hạt mè đen, hạt gạo, thế thì theo ý của Bồ Tát, số lượng hạt cải được chứa trong đồ vật ấy là bao nhiêu? Bồ Tát kiên ý đáp: Kính bạch Thế Tôn, hết sức nhiều, không thể tính được số lượng. Đức Phật nói: Này Bồ Tát kiên ý, giả sử cùng số lượng hạt cải như thế trong khắp cõi đại thiên thế giới hợp làm một đồ vật, trong ấy chứa đầy cát nhỏ, thì số lượng cát nhỏ là đó là bao nhiêu? Bồ Tát kiên ý đáp: Kính bạch Thế Tôn, hết sức nhiều, thật là vô lượng vô biên. Đức Phật nói: Này Bồ Tát kiến ý, nếu có người với sức mạnh phi thường mang số lượng cát nhỏ ấy tung rải khắp bốn phương, bây giờ gió lớn nổi lên thổi tung đám cát kia, mà mỗi hạt cát rơi xuống trong một thế giới, thế thì theo ý Bồ Tát, cái thế giới đó số lượng là bao nhiêu? Bồ Tát kiến ý đáp: Kính bạch Thế Tôn, hết sức nhiều, thật là vô lượng vô biên, chẳng thể nêu lên số lượng được. Đức Phật bảo: Này Bồ Tát kiến ý, ta này nói cho Bồ Tát được thông tỏ, Như Lai có đầy đủ vô lượng thần thông, từ diệu lực của việc trì giới, thiền định và trí tuệ, có thể dùng một bước vượt qua hết tầng ấy thế giới, mà ở nơi chỗ từng ngồi thì oai nghi bất động, đối với diệu lực thần thông cũng chẳng thể hiện hết. Này Bồ Tát kiến ý, Như Lai dùng một hạt cải này là một kiếp, dùng số lượng kiếp ấy là một ngày, dùng số lượng ngày đó là một tháng, dùng số lượng một tháng ấy là một năm. Dùng 1.000 năm như vậy để đi về phương Đông, không hề dừng nghỉ. Các phương Tây, Nam, Tây Bắc bốn hướng và hai phương trên dưới cũng là như thế. Nếu có hàng thiện nam thiện nữ muốn nghe kinh này và thọ trì độc tụng, chỉ mới bắt đầu thực hiện, dù chỗ công đức đạt được ấy, giả sử có hình sắc đối với từng ấy quốc độ mà Như Lai vượt qua như đã nói ở trên, cũng không thể dung nạp hết. Như Lai chỉ biết rằng người có được phước đức quả là vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Này Bồ Tát kiến ý, phước đức ấy không thể dùng văn tự toán số để nhận thức và diễn đạt được.
Phương Đức Nói được thu nhiếp ở trong Vô Lượng Số. Phẩm 11 nói về phát tâm. Bây giờ về phương Đông, trải qua A Tăng Kỳ quốc độ có thế giới tên là Đại Danh Văn. Đức Phật ở thế giới hiệu là Tu Di Kiên. Hiện tại đang vị Bồ Tát Quang Minh Uy Đức Tụ tọa ký quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và nói rằng Bồ Tát Quang Minh Uy Đức Tụ ấy sẽ lần lượt sau ta mà thành Phật. Bây giờ Đức Phật Tu Di Kiên được đại chúng giải quanh và vì họ mà thuyết pháp. Bồ Tát Quang Minh Uy Đức Tụ ấy lúc này đang ở nơi chúng hội, nhìn thấy luồng ánh sáng lớn chiếu tỏa, nghe tiếng nói kia vang vang, còn thấy đại địa có sự chuyển động, liền hỏi Phật Tu Di Kiên: Kính bạch Thế Tôn, ánh sáng và âm thanh ấy là do Đức Phật nào tạo ra vậy? Đức Phật Tu Di Kiên đáp: Về phương Tây cách xa cõi này, trải qua A Tăng Kỳ quốc độ có thế giới tên là Ta Bà. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni, hiện đang thuyết giảng về Tạng Kinh Bồ Tát. Các vị Bồ Tát ở chúng hội ấy đều gồm đủ sự trải nghiệm lớn lao. Hiện nay đối với hàng sa quốc độ trong mười phương, ít có nơi nào có được các vị đại Bồ Tát như thế. Nếu có người được nghe tên của các vị Bồ Tát ấy, hãy còn được lợi ích lớn, huống hồ là tận mắt được nhìn thấy và gần gũi cúng dường. Tức thì Bồ Tát Quang Minh Uy Đức Tụ thưa với Đức Tu Di Kiên: Kính bạch Thế Tôn, con muốn được đi tới thế giới Ta Bà ấy để ra mắt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm mái cúng dường, cũng nhằm được thấy chốn đại Bồ Tát đầy đủ sự trang nghiêm ấy. Đức Phật Tu Di Kiên nói: Bồ Tát muốn đi đến cõi ấy, xin cứ tùy ý. Rồi Đức Phật Tu Di Kiên ra cho Bồ Tát Quang Minh Uy Đức Tụ bảy cành hoa sen và bảo: Bồ Tát, hãy đem hoa này dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cùng chuyển lời ta vẫn an tâm hỏi Đức Phật, có được ít bệnh, ít phiền, mọi sinh hoạt có được thư thái, khí lực luôn khang kiện chăng? Bồ Tát Quang Minh Uy Đức Tụ liền nhận lấy hoa, đảnh lễ ngang chân Phật, đi dạo quanh Đức Phật Tu Di Kiên rồi lui ra. Và chỉ trong một khoảnh khắc chớp mắt, hốt nhiên biến khỏi cõi Phật này, đến thế giới Ta Bà, đi tới thành Vương Xá, ta đến vườn trúc cung kính đảnh lễ ngang chân Phật Thích Ca Mâu Ni, lùi ra đứng một bên thưa với Phật rằng: Phật Tu Di Kiên gọi lại bằng an thăm hỏi Đức Thế Tôn có được ít bệnh ít phiền, mọi sinh hoạt có được thư thái, khí lực luôn được an khang chăng? Lại gọi hoa sen này cũng vừa Đức Thế Tôn. Lúc này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhận lấy hoa và hỏi Bồ Tát Quang Minh Uy Đức Tụ: Phật Tu Di Kiên có được ít bệnh ít phiền, khí lực luôn được an khang chăng? Bồ Tát Quang Minh Uy Đức Tụ đáp: Kính bạch Thế Tôn, Phật Tu Di Kiên ở thế giới ấy luôn được mọi sự an lành. Đức Phật đem hoa vừa nhận trao cho Bồ Tát Di Lặc và nói: Này A Dật Đa, Bồ Tát nên mang hoa này để vun trồng nhân duyên căn lành cho sự hỗ trợ Phật đạo. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc nhận lấy hoa từ chỗ Phật trao cho các vị Bồ Tát: Bồ Tát Bạc Đà Bà La, Bồ Tát Bảo Tích, Bồ Tát Đạo Sư, Bồ Tát Tinh Đắc, Bồ Tát Na La Đạt, Bồ Tát Đế Đắc, Bồ Tát Thị Thiên, Bồ Tát Thiện Lực, Bồ Tát Nhật Tạng, Bồ Tát Trì Thế, Bồ Tát Trì Địa, Bồ Tát Trụ Ý, Bồ Tát Do Biên Ý, Bồ Tát Việt Tam Giới Hành, Bồ Tát Do Biên Hành, Bồ Tát Vô Lượng Lực, Bồ Tát Vô Hiện Duyên, Bồ Tát Kiên Ý, Bồ Tát Do Biên Lực, Bồ Tát Bất Hư Lực, Bồ Tát Sư Tử Lực, Bồ Tát Tật Biện, Bồ Tát Loại Biện, Bồ Tát Thâm Biện, Bồ Tát Vô Biên Biện, Bồ Tát Vô Lượng Biện, Pháp Phân Tử Phân Thù Sẽ Lợi, Pháp Phân Tử Hoa Đức Tạng, Bồ Tát Vô Biên Thủ, Bồ Tát Vô Trước Thủ, Bồ Tát Bảo Thủ, Bồ Tát Bảo Tí, Bồ Tát Bất Hư Đất, Bồ Tát Bất Động Hạnh, Bồ Tát Vô Ưu, Bồ Tát Ly Ưu, Bồ Tát Phát Vô Phân Biệt Hành, Bồ Tát Ly Chư Nạn, Bồ Tát Ly Nam Tướng, Bồ Tát Ly Nữ Tướng, Bồ Tát Ly Chúng Sinh Tướng, Bồ Tát Phỏng Minh, Bồ Tát Bất Nhập Thai, Bồ Tát Phật Hoa Thủ, Bồ Tát Hoa Thủ, Bồ Tát Hương Tượng, Bồ Tát Thành Lợi, Bồ Tát Thượng Đức, Bồ Tát Bảo Đức, Bồ Tát Châu Anh, Bồ Tát Châu Kế, Bồ Tát Hoa Nhĩ, Bồ Tát Phân Âm, Bồ Tát Tất Cánh Tư, Bồ Tát Do Biên Xã, Bồ Tát Thiện Tư Hành, Bồ Tát Bất Hư Nguyện, Bồ Tát Quán Nguyện, Bồ Tát Chuyển Nguyện, Bồ Tát Thâm Hạnh Nguyện, Bồ Tát Nguyện Ly Nạn, Bồ Tát Diện Hoa, Bồ Tát Bảo Hoa, Bồ Tát Bất Hư Sân, Bồ Tát Bất Hư Tán, Bồ Tát Phổ Nguyện, Bồ Tát Chư Đạo Bất Loạn, Bồ Tát Thường Hỷ Nghiêm, Bồ Tát Thường Bi Nghiêm, Bồ Tát Hóa Vô Tri Nguyện, Bồ Tát Cổ Giới Nguyện, Bồ Tát Chấp Cự, Bồ Tát Lạc Chúng, Bồ Tát Thiện Chúng, Bồ Tát Lạc Hạnh, Bồ Tát Ái Thiên, Bồ Tát Lạc Phật, Bồ Tát Nguyện Bất Ly Phật, Bồ Tát Nguyện Chuyển Pháp Luân, Bồ Tát Nguyện Chuyển Phổ Ngại Pháp Luân, Bồ Tát Nguyện Xả Nhất Thiết, Bồ Tát Nguyện Phô Sang, Bồ Tát
nguyện vô sa biệt, Bồ Tát nguyện thiệu Phật chủng, Bồ Tát nguyện bất loạn, Bồ Tát nguyện Bồ Tát Pháp, Bồ Tát Đức Hải, Bồ Tát Thiện Giới, Bồ Tát Đạo Sư, Bồ Tát Đại Đạo Sư, Bồ Tát Thường Chúng, Bồ Tát Tăng Thường, Bồ Tát Bảo Nghiêm, Bồ Tát Phổ Lợi, Bồ Tát Phổ Đức, Bồ Tát Ca Sa Tướng, Bồ Tát Vô Nhiễm, Bồ Tát Diệt Tướng, Bồ Tát Tịch Diệt, Bồ Tát Thiện Ý, Bồ Tát Đại Hỷ, Bồ Tát Lạc Thắng, Bồ Tát Thường Nghiêm, Bồ Tát Thường Thắng, Bồ Tát Thắng Chúng, Bồ Tát Thắng Số, Bồ Tát Hoại Ma, Bồ Tát Hoại Oán, Bồ Tát Thắng Oán, Bồ Tát Phổ Danh Văn, Bồ Tát Nhật Bảo, Bồ Tát Chuyển Pháp, Bồ Tát Tăng Pháp, Bồ Tát Thiện Tri Thức, Bồ Tát Thiên Thiện Hữu, Bồ Tát Tăng Hữu, Bồ Tát Nhất Cái, Bồ Tát Bảo Cái, Bồ Tát Thiện Túc Vương, Bồ Tát Tinh Tú, Bồ Tát Pháp Thiên, Bồ Tát Tịnh Môn, Bồ Tát Tịnh Chủng, Bồ Tát Dụng Hành, Bồ Tát Vô Biên Biên Hạnh, Bồ Tát Bất Tư Hạnh, Bồ Tát Hương Đức, Bồ Tát Trí Đức, Bồ Tát Vô Biên Nhãn, Bồ Tát Chợ Đế Đức, Bồ Tát Phạm Thượng, Bồ Tát Trì Pháp, Bồ Tát Pháp Đức, Bồ Tát Tự Tại Lực, Bồ Tát Vô Tích Hành, Bồ Tát Thiện Hành, Bồ Tát Đẳng Hành, cùng với 7 dạng 7 ngàn các vị Bồ Tát như thế, và nói với các vị Bồ Tát ấy: Chư Thiện Tri Thức, tôi từ chỗ Đức Phật nhận được hoa này, nay xin đem trao cho các vị. Các vị hãy giữ lấy hoa này để làm công việc hỗ trợ cho Phật Đạo, đều nên nhất tâm cùng phát nguyện lớn. Lúc này 7 vạn 7 ngàn các vị Bồ Tát cầm lại hoa sen đó, và ngày lúc ấy đều phát nguyện lớn về phương tiện hành hóa độ sinh, rồi trở lại dâng lên Đức Phật. Đức Phật và Đế Tự Bi hiển rõ, là nhận lấy hoa và bảo Bồ Tát Di Lặc: Ta này thật hết sức hoan hỷ, vì đã khiến cho các vị vun trồng căn lành lớn lao. Này Bồ Tát A Dật Đà, chư Phật thật khó được gặp, mà chư Bồ Tát thì cũng vậy. Vì sao? Vì chánh pháp mà ta đạt được, tất cả đều tự hạnh của Bồ Tát mà có. Theo ý của Bồ Tát thì sao? Nếu Như Lai tự gốc đã không phát tâm cầu quả vị vô thượng cho đại chánh giác, thì sẽ có được 10 lực xuất thế gian chăng? Bồ Tát Di Lặc đáp: Kinh bạch Thế Tôn, không thể có được. Đức Phật hỏi: Này Bồ Tát A Dật Đà, theo ý của Bồ Tát thì sao? Nếu Như Lai tự gốc đã không phát tâm cầu đạo cho thượng Bồ Đề, thì sẽ có được 4 vô số ý xuất thế gian chăng? Bồ Tát Di Lặc đáp: Kinh bạch Thế Tôn, không thể có được. Đức Phật bảo: Này Bồ Tát A Dật Đà, nếu Như Lai từ gốc đã không phát tâm cầu quả vị vô thượng cho đại chánh giác, thì sẽ có được 4 tâm vô lượng là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả xuất thế gian chăng? Bồ Tát Di Lặc đáp: Kinh bạch Thế Tôn, không thể có được. Đức Phật hỏi: Nếu Như Lai từ gốc đã không phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề, thì sẽ có được 18 pháp bất cộng xuất thế gian chăng? Bồ Tát Di Lặc đáp: Kinh bạch Thế Tôn, không thể có được. Đức Phật hỏi: Nếu Như Lai từ gốc đã không phát tâm cầu quả vị vô thượng chánh đại chánh giác, thì sẽ có được pháp bất hư hành xuất thế gian chăng? Bồ Tát Di Lặc đáp: Kinh bạch Thế Tôn, không thể có được. Đức Phật hỏi: Nếu Như Lai từ gốc đã không phát tâm cầu đạo cho thượng Bồ Đề, thì sẽ có được quán tượng vương xuất thế gian chăng? Bồ Tát Di Lặc đáp: Kinh bạch Thế Tôn, không thể có được. Đức Phật hỏi: Nếu Như Lai từ gốc đã không phát tâm cầu quả vị vô thượng chánh đại chánh giác, thì sẽ có được pháp tam muội sư tử phấn tấn xuất thế gian chăng? Bồ Tát Di Lặc đáp: Kinh bạch Thế Tôn, không thể có được. Đức Phật hỏi: Nếu Như Lai từ gốc đã không phát tâm cầu đạo cho thượng Bồ Đề, thì sẽ có được tướng tốt vô kiến đảnh xuất thế gian chăng? Bồ Tát Di Lặc đáp: Kinh bạch Thế Tôn, không thể có được. Đức Phật hỏi: Nếu Như Lai từ gốc đã không phát tâm cầu quả vị vô thượng chánh đại chánh giác, thì sẽ có được 3 chuyển 12 hành pháp luân xuất thế gian chăng? Bồ Tát Di Lặc đáp: Kinh bạch Thế Tôn, không thể có được. Đức Phật hỏi: Nếu Như Lai từ gốc đã không phát tâm cầu đạo cho thượng Bồ Đề, thì sẽ có được 32 tướng của bậc đại nhân xuất thế gian chăng? Bồ Tát Di Lặc đáp: Kinh bạch Thế Tôn, không thể có được. Đức Phật hỏi: Nếu Như Lai từ gốc đã không phát tâm cầu quả vị vô thượng chánh đại chánh giác, thì sẽ có được 100.000 đến nó vô lượng các pháp xuất thế gian chăng? Bồ Tát Di Lặc đáp: Kinh bạch Thế Tôn, không thể có được. Đức Phật hỏi: Nếu Như Lai từ gốc đã không phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề, thì sẽ có được đại chúng là các bậc thanh văn xuất thế gian chăng? Bồ Tát Di Lặc đáp: Kinh bạch Thế Tôn, không thể có được. Đức Phật bảo: Này Bồ Tát A Dật Đà, vì vậy mà Bồ Tát nên biết hết thảy công đức của chư Phật đã ở tại lúc mới phát nguyện đều phục tâm, do đó được gặp Bồ Tát ở thế gian là điều rất khó, gặp được Phật lại càng khó hơn nữa. Này Bồ Tát A Dật Đà, phía như không có trâu bò thì sẽ không có đề hồ, cho nên nếu không có Bồ Tát mà phát tâm cầu đạo thì không có Phật chủng.
Nếu như có trong bờ thì sẽ có điều hòa, cho nên nếu có Bồ Tát phát tâm cầu đạo thì Phật chúng không bị gián đoạn. Này Bồ Tát A Dật Đà, vì nhờ có giao hạt thì sẽ có được hoa trái, cho nên nếu có Bồ Tát phát tâm cầu Phật đạo thì Phật chúng luôn được tiếp nối. Do vậy mà Bồ Tát nên biết rằng phát tâm là điều khó, phát tâm đã là điều khó nên quả vị Phật cũng rất khó đạt. Này Bồ Tát A Dật Đà, ví như nơi biển báu, chúng vật vô giá thì ít, còn các thứ vật báu khác thì nhiều, cho nên trong chúng sinh ít người có thể phát tâm Bồ Tát, phần nhiều là có ý nguyện theo hàng thanh văn Bích Chi Phật. Do đó mà Bồ Tát nên biết tâm Bồ Tát ấy là điều khó có được vào hạng nhất. Như hoa ưu đàm thường thường cũng chỉ một lần xuất hiện, cho nên tâm Bồ Tát ấy chính là tâm châu báu và loại vô giá, là tâm như núi Tu Di hết mực cao to, là tâm như cõi không chẳng thể hủy hoại được, là tâm như biển sâu khó có thể lường được. Đó là tâm không gì có thể so sánh hơn cả số ngọc báu mà đi đã cấp cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Này Bồ Tát A Dật Đà, giả sử tâm ấy có hình sắc thì cả thế gian với chư thiên người Atula đều nên kính lễ. Do đó các vị đã phát tâm ấy thì phải nên siêng năng tinh tấn để có được lòng mong muốn sâu xa nhằm đạt được sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người đem công đức này hồi hướng về cấp cả để tất cả chúng sanh được trở thành Phật đạo. Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ quyển 2.